tây nước nét mặt và dụng thương anh em. Nguyện Đức Chúa Quốc nghe mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Thưa quý ông bà anh chị em, vì sách dân số nói đến đã và đang là những cảm nhận của mỗi người trong chúng ta trong lúc giao thừa, là những phút linh thiêng để chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, giữa cái hiện tại và tương lai. Xin tạ ơn Chúa vì mọi tốt lành Chúa đã rộng ban cho tất cả mọi người chúng ta về phần hồn cũng như là phần xác trong năm qua. Để rồi chúng ta cầu bình an để mỗi người chúng ta bước vào trong năm mới, tất sự tất cả mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp để mỗi người chúng ta luôn biết sống và thực thi những ý của Chúa. Đồng thời trong giây phút này tất cả mọi người chúng ta cũng xin tạ tội tạ lỗi với Chúa vì những thiếu sót và đối với Chúa anh em và ngày bản thân. Thì trong thánh lễ này tất cả mọi người chúng ta hãy tạ ơn Chúa, đồng thời chúng ta nhìn nhận những lòng tội thiếu sót để chúng ta xứng đáng tham dự vào hội nghiệp thánh này. Tôi thu nhận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tin tốt, những gì là đức mạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa hồi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa trong khoảng lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Vì vậy chúng ta cần phải có
thời gian tĩnh lặng dưới ánh sáng lời Chúa để mà cảm nhận được những ân huệ mà Chúa đã ban tặng cho người chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho giáo sư chúng ta, cho giáo hội chúng ta trong một năm qua như thế. Thứ yêu mà anh chị em ơn huệ ấy chính là sự quan vọng kiềm giữ Chúa đã dành cho người chúng ta. Biết bao lần chúng ta suýt gặp tai họa này, tai họa kia, thế nhưng Chúa gìn giữ mà cho chúng ta tai họa nạn khổ. Có một anh công nhân nó kể lại hôm nọ, chút xíu nữa là con chết. Nếu Chúa không gìn giữ con thì là một cái con cắn lụt nó đã làm cắn con chết. Và ở mùa hè thì Chúa còn được thiên tả bao nhiêu lần Ngài tươi nét mặt quái thương và yêu thương chúng ta. Thương khi là thường là khi chúng ta là làm trái bề trên, chúng ta không có mặc cảm và chỉ là mong bề trên mỉm cười hay nói với chúng ta một câu. Vậy mà biết bao nhiêu lần là chúng ta đã phản bội và khuất chung thì Chúa vẫn không mặc mặt và vẫn tươi nét mặt quái thương và đã tha thứ cho chúng ta hết lần này đến lần nọ. Mỗi khi chúng ta lại trở về với Ngài qua bí tích giải tội, qua những lần chúng ta ăn năn thông hối để chúng sửa mình. Ân huệ đến Chúa còn được tô điểm quan tâm lo lắng nơi Ngài dành cho người chúng ta cả một năm qua, với biết bao nhiêu là những thăng tiến, biết bao nhiêu là khó khăn, biết bao nhiêu là những vui buồn và những đau khổ kể đến. Vậy mà Chúa vẫn luôn ghé mắt nhìn và ban cho chúng ta một sự bình an. Chỉ có bình an của Chúa mới đem lại cho con người hoan lạc và hoan bảo thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, rõ ràng là người chúng ta thấy Thiên Chúa đã tạo dựng nên mọi sự là tốt đẹp, chỉ mong muốn cho con người là hình ảnh của Ngài được muôn phần hạnh phúc. Và hạnh phúc ấy không chỉ thu hẹp trong cái của ăn cái mặc, cuộc sống đắp đầy của sự sung túc, hơn nữa Ngài còn cho thấy một hạnh phúc lớn lao, đó chính là hạnh phúc đương trời. Và chính Ngài còn mặc ra cho tất cả mọi người chúng ta thấy con đường đến hạnh phúc ấy, đó là con đường bằng hồi phục thật. Và con đường ấy mọi người ai cũng có thể đi vào và cũng có thể thực hiện và cũng có thể đạt được. Giữa những vất vả khó khăn, những luôn cảnh trông và ở đây là sự nghèo khó, bị chèn ép, chống bắn những cơn chịu đựng hiền lành. Dù là đau thương bất hạnh nhưng luôn tin tưởng và khó khăn, giữa muôn ngàn cao yếu của thế giới nhưng luôn nêu cao giá trị công chính, nước trời là lòng thương xót và sự trong sạch. Ngoài ra còn sẵn sàng chịu mọi đau khổ vì đạo Chúa. Đúng theo những gì mà Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Thessalonica: anh em đừng nhận tất thần khí, chớ khinh thường lời tiên tri, hằng cân nhắc mọi sự, điều gì tốt hãy tin lấy, điều gì xấu hãy tránh trong sạch. Thì thường điều bà anh chị em nên ai trong vậy bà sư cũng mãi lúc nào là cũng mạnh mẽ, nói không với ma quỷ xác thịt mà nó có với Chúa. Trái lại nhiều lần chúng ta cũng đã để cái sự dữ, sự sâu, sự ác đã thắng thêm và đưa chúng ta vào làm việc nhiều lần là chúng ta đã phản bội, quay lưng lại với Thiên Chúa và chối bỏ cái hạnh phúc nương trời. Phải chăng Thánh Tông Đồ kêu gọi chúng ta phải cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện để vượt qua những thử thách, cầu nguyện để có ơn Chúa mà trung thành, và cầu nguyện để xin ơn Chúa tha thứ cho những lầm lỗi thiếu sót từ tư tưởng, việc làm và ngay cả cái cách sống của mỗi người chúng ta nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trước khi đến đây để chân thánh lễ giao thừa, kể
cái thời khắc mà rất là linh thiêng, cái thời khắc mà chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, giữa hiện tại và tương lai. Chắc chắn rằng là mỗi người chúng ta cũng đã làm tất cả mọi sự để muốn cho rằng là bước vào trong năm mới, mọi sự hoặc là sẵn sẽ và mai là một cái năm mà đầy sự bình an và tốt đẹp đến với bản thân, đến với gia đình, giáo hội, giáo sư và đến với cả dân tộc chúng ta. Cái thưa quý ông bà mẹ chị em, thế thì một người chúng ta cũng cần phải là cố gắng mỗi ngày trong mỗi phút giây phải hoàn thiện và phải sống những cái tinh thần mà Chúa ngày hôm nay gặp đến người chúng ta. Những gì mà mỗi người chúng ta đang mong ước, đang khát khao thì Chúa cũng đang sẵn sàng đáp lại và sẵn sàng tươi nét mặt dễ thương và ban tặng cho tất cả mọi người chúng ta tất cả gì mà chúng ta đang mong đợi, đang ước mơ và đang chờ. Đây là lý do mà tại sao Ngài là ưu ái ban cho chúng ta thêm một năm mới, thêm 365 ngày nữa để vào đó, để mà cố gắng mỗi ngày trong phút giây lại tiếp tục trong cái bổn phận của một người kiên tư tưởng trung toàn trong cái bổn phận của mình, trong đời sống đức tin cũng như trong đời sống tương quan của ta với tất cả mọi người và ngay cả trong công tác việc làm của người chúng ta nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cho gì lời cầu chúc của Thánh Phaolô dành cho từng người và từng gia đình và cả giáo xứ chúng ta sẽ được thành tựu tốt đẹp. Nguyện chính Thiên Chúa là một mạch bình an thánh hóa toàn diện con người nghe để thần trí tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn không gì đáng trách trong ngày Chúa Giêsu hoàn lực. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, trong giây phút giao thừa năm cũ bước qua năm mới, cộng đoàn của chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình tri ân cảm tạ trước bao nhiêu hồng ân của Thiên Chúa. Xin Chúa thương ban muôn ơn lành và xin Ngài đồng hành với chúng ta trong năm mới này. Giờ đây chúng ta dâng lên Ngài lời nguyện xin. Hòa bình là ước mơ, là khát vọng của con người. Xin Chúa cho các vị mục tử trong hội thánh luôn biết chung lòng, chung sức, vun đắp sự hiện nhất yêu thương trong giáo hội, để mọi người được sống bình an, hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu thì hãy cho xa. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết mong manh từ bỏ con đường lầm lạc, tội lỗi, tình huống tật xấu của năm cũ để sống một năm mới tích cực, luôn ý thức xây dựng một xã hội nhân bản, đề cao sự thật và tương thân tương ái, hầu mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin Chúa cho bà cha mẹ hết mọi người thân ân nhân của mỗi người chúng ta luôn được sống an vui hạnh phúc trong sự quan phòng của Chúa Xuân để hoàn thành ơn gọi và chức đoàn sứ mạng Chúa trao ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa cho mỗi người trong một bàn phục vụ chúng ta càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, thánh thiện, luôn sống vui tươi, hạnh phúc và nhất là một tâm hồn đơn sơ phó thác, để chúng ta được sống thêm năm mới trong ơn nghĩa của Chúa. Chúng ta cùng xin Chúa. Xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng xót
sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ơn huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời được mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: cho kẻ đã chết như con, Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin
Xin Chúa cùng anh chị em chúng con ăn ăn nghiêm trong những khi con sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc đồ như ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết hay được vào hương ăn sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Chính Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Chính Nữ các thánh tông đồ, thánh tử đa Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi nét như và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lạy Chúa Cứu Thế và Thánh Thể Đức Người Nhầy, chúng ta
Thank you.
lạy Chúa cho nên nhau thuận này, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được tham dự tiệc thánh. Xin nhìn đến lòng tin của chúng con mà luôn che chở gìn giữ, hầu suốt cả năm nay chúng con được sống trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ được xin chúng con quay trở lại tế an toàn. Chúng con sẽ mời quý cha lên cái thiện trước đây để cho chúng con được chúc tụng quý cha. Sau đó cho thánh sư quý cha làm thêm nước và vinh hoa và thắp cái cầu đoàn. Chúng con xin mời quý cha lên cái thiện. Và những cầu đoàn sau đây ông chủ tịch thủ đô giáo sư Tân Phú sẽ trả lời cho tất cả các đoàn tiếp Chúa giáo sư chúng ta. Chúc tuổi để cha thánh sư du xe quý cha thần tà và trận động tế nhân dị thân lễ giao thừa và chuẩn bị đón chào năm mới năm Canh Tý. Chúng tôi xin kính mời ông. Chào kính cha thánh sư cùng quý cha phó và cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chức sứ họ, quý đoàn thể công giáo tin lành và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Những giờ phút cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua, cùng nhìn lại năm kỷ hợi với bao cung bậc cảm xúc, chúng ta thấy vọt lên tình thương của Thiên Chúa và những hoài bão bất ổn của con người. Trong ý nghĩa đó, chúng ta cùng dành những giờ thiêng liêng nhất của đêm trừ tịch dâng thánh lễ tạ ơn trong tâm tình tri ân cảm tạ vì những hậu ân Chúa đã đổ ban trong suốt năm qua, và cùng nhau bước vào năm Canh Tý, bước vào kho tàng ân sủng với biết bao ước vọng để được tiếp tục sống xứng đáng trong tình yêu Thiên Chúa và hướng tới tương lai. Vâng, trong tình thương Chúa ban, trong năm qua giáo sư đã tổ mới toàn bộ các hàng ghế trong nhà thờ, 14 trại đàn thánh giá đã được hoàn thiện và mái kéo che nắng chống mưa tại bên trong nhà thờ cũng đã được lắp đặt xong. Và định hướng trong năm nay, năm phục vụ đồng hành cùng người trẻ trước những đòi hỏi thực tế, cha thánh sứ dự kiến hoàn thiện thiết kế và xin phép xây dựng công trình nhà giáo lý mới, không ngoài mục đích giúp giới trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện theo định hướng của Hội đồng Giáo hội Việt Nam đã đề ra. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, nhờ sự tận tình hy sinh phục vụ của quý cha, các công việc mục vụ luôn được quan tâm hàng đầu. Cha chính sứ đã dâng thánh lễ tại gia hàng tháng cầu cho bệnh nhân và phát động các giáo họ cùng tổ chức đọc kinh chung trong suốt tháng mân côi. Việc đọc kinh mân côi chính là một phương thế của nguyện tuyệt hảo đẹp lòng Thiên Chúa. Việc đọc kinh chung trong giáo họ đã gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm, yêu thương đoàn kết hơn. Đặc biệt giáo họ mới, giáo họ mẹ Thiên Chúa được thành lập, cùng với việc bầu ban thường vụ giáo sứ, ban điều hành các giáo họ, ban điều hành các đoàn thể công giáo tiến hành nhiệm kỳ mới đã tạo niềm hứng khởi, hăng say phục vụ và thêm nhiều khích lệ cho cộng đoàn. Với những thành quả đó, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa trong tâm tình cậy trông phó thác và sẵn sàng chuẩn bị cho những hoạt động mới trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và phục vụ. Cùng với tâm tình cảm tạ, chúng con xin kính chúc cha thánh sứ cùng quý cha phó, cha đồng tế một năm mới Chúa ban nhiều ân đức, luôn sống trong mùa xuân của đời dân hiến và lòng yêu thương của đoàn chiên quý cha đang chăm sóc. Kính chúc quý tu sĩ nam nữ
một năm mới tràn đầy ân lộc, luôn là cuối năm là ánh sáng giữa lòng thế gian và luôn được Thiên Chúa chú lành cho những công việc trong đời thánh hiến của mình. Xin chúc quý đương chức thân hữu, quý đoàn thể công giáo tiến hành một năm phúc tình hăng say trong việc mở mang nước Chúa và đạt được những thành tựu ngày càng tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn đến từng người trong cộng đoàn dân Chúa đã luôn đồng hành cùng quý cha và giáo xứ trong tinh thần quảng đạo, trong cống hiến vật chất cũng như tinh thần. Chính sự hy sinh của quý vị đã giúp cho giáo xứ ngày càng hoàn thiện về cơ sở vật chất và đời sống đạo đẹp lòng Chúa hơn. Nguyện xin Thiên Chúa luôn giúp sức và đốt nóng thêm tấm lòng nhiệt thành hy sinh của quý vị. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho mọi công việc để giáo xứ chúng ta cùng mùa xuân yêu thương hơn Chúa xuống đón Tết phục vụ lòng thánh cha. Xin chính chúc quý vị một mùa xuân đầy hạnh phúc và hy vọng. Cùng với lời cảm tạ, cộng đoàn chúng con xin điểm dâng lên quý cha những cánh hoa thắm đượm hương sắc mùa xuân để thể hiện tâm tình mến yêu. Mong quý cha thương nhận và cùng với chúng con dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tôn vinh. Chúng con xin chúc mừng. Cho chàng có phát.
cha chắc chắn rằng là trong tâm tình tạ ơn thì cũng có cái tâm tình là tạ lỗi với Chúa và cũng như một cách nào đó xin lỗi với yêu cả anh chị em trong qua chúng con có một cái buồn đó là có một cái điều gì đó thiếu sót chưa hoàn thành hoặc là chưa có hoàn thiện đã làm cho yêu cả anh chị em chưa hài lòng và còn buồn thiền thì lời nói như cử chỉ và việc làm của người chúng con chắc chắn rằng là cái điều này là làm cho yêu cả anh chị em phải thấy bất tâm cầu phải gặp mắt phải khó khăn thì xin yêu cả anh chị em đưa thư cho chúng con và cầu nguyện cho chúng con để chúng con tiếp tục trong cái tinh thần trong cái ước mơ mình để hoàn thiện để cố gắng hết sức trong tinh thần phục vụ là qua các thực hành biến tích và qua các cái cuộc cung là đi đến với yêu cả anh chị em thăm hỏi em là một công việc khác còn cho anh chị em xin yêu cả anh chị em đón nhận cái sự và cái lời xin lỗi biết là lời phản hồi của chúng con đến yêu cả anh chị em và sau cùng đó là chúng con xin thay lời cho anh cha vị chung vị tu sĩ nam nữ quý thầy và tất cả mọi người yêu cả anh chị em một năm mới tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa và một năm mới tràn đầy sức khỏe luôn là dồi dào trong cái công việc yêu cả anh chị em luôn được mọi sự và thành công biết bao được mọi sự chú ý gia đình luôn an vui hạnh phúc và bình an. Một lần nữa con xin thay lời cho anh cha kính chúc để quý tu sĩ nam nữ quý thầy cùng yêu cả anh chị em trong đêm nay. Thank you.
thường vụ tân cựu có mặt ngày hôm nay, và đặc biệt là quý sơ hội dòng hai người đến trên đây để chúng con nhận thánh được treo trên cây mai này, và đưa bài lên treo sẽ được các em thiếu nhi đứng vào các lối lên, và sau đó chúng ta nhận một đồng thánh và nhận một chai tự phép. Nếu được thì mỗi gia đình chúng ta một chai tự phép thôi, còn đồng thánh thì dành cho người lớn, được phép dành cho người lớn. Các con thiếu nhi không có lấy đồng thánh cũng như không lấy tự phép, vì thiếu nhi có mặt của các con vào vùng hai rồi nhé. Cho nên các con thiếu nhi và quyên bài trẻ đã không phát cho các em thiếu nhi, mà chỉ phát cho người lớn và thôi. Giờ đây xin tất cả các con chúng ta đứng lên hiệp ý trong nghi thức làm phép. Thưa quý ông bà anh chị em, giờ đây con sẽ ban phép lành
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa làm nguồn suối mọi phước lành ban cho anh chị em hôm nay, tuôn đổ trên anh chị em như tràn phước lành của Ngài, và nhìn những anh chị em suốt cả năm được hồn an sắc mạnh. Xin Thiên Chúa nhìn những anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy và cùng với lòng nhân này hạnh thiện, được kiên vững đến cùng trong đức mến. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công an việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và nhân đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Quý bà thượng cô và quý sơ, chúng ta lên nhận đồng hành. Xin các bạn chờ trong ít phút. Xin mời quý sơ đại diện với hội đồng hai người xin lỗi sự thật. Xin quý ông bà anh chị em, giờ đây xin quý ông bà anh chị em nghe cái lời thánh mà con bắt được trong cái năm nay. Xin quý ông bà anh chị em. Xin mang lại các bạn